Mày ăn gì đây? Hả? Đây. Cơm, trứng cuộn, phô mai đông biển, à, trứng với đông biển. Cơm, trứng cuộn đông biển. Đây. Bông cải. Bông cải hấp. Đây. Đậu rồng. Con mà quăng là mẹ cho ra khỏi bàn nha. Con mà quăng mẹ cho ra khỏi bàn đó. Bình cơm bảo mẹ hả? Cơm, phụng trứng với đông biển. Ui là bạc cũng me, không cỏ được. Hôm nay mình sẽ có món cơm, phụng đông biển và trứng gà. Bông cải hấp. Đậu rồng hấp. Ủa nước này sao cái mốc kìa. Còn cái gì? Đây là khoai từ hấp. Mà bóp đồ ăn là mẹ sẽ dọn bàn nha. Bóp là bóp đồ ăn, bỏ là mẹ sẽ dọn bàn. Con mà bóp đồ ăn là mẹ sẽ dọn bàn và mình sẽ nhịn đói. Đâu hồi trưa uống có 60 à? Trứng chiên. Con không có bóp đồ ăn dục, con bóp là mẹ sẽ dọn bàn nha. Đây là cà tím hấp thịt bằm. Cà tím thịt bằm. Hôm nay mình sẽ ăn cà tím và thịt bằm. Con mà chọn thức ăn là mẹ sẽ dọn bàn. Con mà chọn thức ăn nữa là mẹ sẽ dọn.
thịt bằm, thịt heo, hấp. Của bà gì bà nó cho thấy còn mới cho con mà chọn thức ăn là mẹ sẽ dọn bàn nha. Đây là khoai từ nè. Cứng quá hả? Để mẹ để giúp con nha. Mẹ cứng quá ăn không được, mẹ bẻ ra cho nghe. Cơm cũng trong biển. Con mà bóp cơm dục nữa mẹ dọn bàn nha. Con không đói hả? Bóp có đói bụng không? Con mà bóp đồ ăn nữa là mẹ dọn bàn đó. Trứng chiên. Thịt bằm, thịt heo. Cái thịt họ xay hơi cứng, mới nó ăn hơi bị cứng khô, mai mốt mua cái loại mỡ hơn xíu. Ăn sợ mỡ nó không được, mua thịt nạc đó, nó hơi khô, mà mỡ xíu nó cách tấu nó mềm hơn. Cái cách tấu này nó hơi cứng, mới ăn nó hơi sơ. Từ từ thôi con, nay đậu rồng mẹ hấp hơi cứng nè. Sao đậu rồng hôm nay cứng gì vậy? Hấp chưa tới à, mới ăn hơi khó. Cái này đen tưởng nó chín. Con cải nè con, sao này mẹ hấp gì cũng cứng chứ không? Mẹ lụ đạn thôi. Miếng hơi to với hấp hơi cứng.
mình không có giỡn trong lúc ăn, mình không có giỡn. Khoai từ, mới đang ăn khoai từ. Từ từ thôi nào, từ từ thôi nào. Mình không có dò đồ ăn nha. Mình dò là mẹ dọn bàn. Mình dò đồ ăn là mẹ sẽ dọn bàn, nên mình không có dò nha. Do đồ ăn là mẹ sẽ dọn bàn, không cho mình ăn nữa. Dò đồ ăn dục nha, con không có được dò đồ ăn.
em hấp đồ ăn hơi cứng, nó bỏ vô miệng rồi bả nhai không được, nó bỏ ra. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, đừng. Thôi mẹ không ăn, mẹ không ăn, mẹ không ăn, mẹ không ăn, mẹ không ăn. Đó là đồ ăn của bói mà. Cái đèn lên cho em. Con không tập trung là mẹ sẽ dọn bàn nghe. Con mà bóp đồ ăn là mẹ sẽ dọn bàn. Không được bóp đồ ăn, mẹ sẽ dọn bàn khỏi cho ăn nữa. Mình không được bóp đồ ăn. Con nơi rồi phải không? Mẹ dọn bàn nha. Giờ con phá đồ ăn mẹ dọn bàn nha. Con bóp đồ ăn là mẹ dọn bàn à. Rồi nè mẹ cho nè, thanh long nè, trái cây. Con đây ơi. Con không được bóp đồ ăn, con bóp là mẹ dọn bàn à.